Này mọi người đi búp la Lên gì em, nhỏ lên lên chưa? nha. Lên đi. Rồi lên Đang đi, ở trong vô. Đang vô trong cổng nè các bạn. Quên đi xem không? Ê, chị coi chừng cái nó không qua đường là về ngang nó không có lọt. Đâu được đi đường riêng mà, có đường riêng để đi cả. Ê, vẫn còn lọt. Mọi người đang bàn kế hoạch tác chiến trong ngày hôm nay nè. Bàn kế hoạch coi là đi phía nào trước. Sẵn sàng nào, đi thôi. Chị nhường cho cái anh này được không? Cái anh này Không, anh không, nhỏ. Thôi để chị đây thôi đi. Anh này anh nhỏ nên là anh ngồi ở đây là hợp lý nhất. Ây da. Xuống mà, đây 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 con đi. Mau xuống. Lần đầu tiên mình đi bốc la. 2 4 5. Điểm danh, điểm danh, điểm danh. Lên mà, leo mà. Ủa lên được mà, không lên mới sợ. Ở phía trước mình là cây không thể thiếu nhau và khu trưng bày ạ. Chạm giờ đầu tiên của mình ghé lên mình tham quan chụp hình, sau đó mình xuống mình có xe di chuyển tiếp ạ. Hoặc là mình xuống luôn cũng được ạ. Không, chắc mình dừng đây để ha. Để ra chụp cái cây, hai cây ấy đó kìa, cái xoài, cái sộp. Dạ, đó là cây xoài đúng không? Từ từ từ. Hoa. Ủa, xóm nhà mình đâu rồi? Vậy hả? À? Giờ cứ tàn tàn mới đi vừa chụp hình. Ba lô đưa anh em cho. Bên kia thác đẹp kìa. Mọi người vào thác Bốc La nha. Búp la. Mọi người nhớ là búp la nhé, để xem nha. Ok. Em thấy đó nè. Đâu hơn hôm qua không? Rồi giờ xuống tới thác rồi, mọi người chuẩn bị chụp hình nào. Tập trung đâu, tập trung đây. Đứng ở đó đi, tập trung dàn hàng ngang ra. Nhanh lên, nhanh lên. Thác đẹp quá ha. Nước cũng nhiều nữa. Búp la. Đây là thác búp la nha.
đây không khí rất là mát, thác nước. Tập trung đi mọi người ơi, chụp hình kìa. Xếp hàng đi, đang là cắt tinh nha. Đoàn làm phim gia đình nè, đang bắt đầu tinh, đang cắt tinh nha. Rồi, đứng xếp vô đi, nhanh lên. Đứng vô. Cho mọi người ngắm thác nước này. Ồ, suối mát ghê tại. Nó đừng té nha, đừng chờ nó. Không, vô đây mát đó. Ờ. Thác này cao chứ. Cao bộ. Thôi được đẹp. Kẹt tít Ngọc đang chụp hình. Em vô đứng giữa thác này em chụp cho. Rồi giờ mọi người đi xuống chỗ hồ bơi nè. Đi thẳng xuống cái khu thay đồ để ra hồ bơi luôn đi. Cây bên kia đẹp ghê. Dòng suối nè. Gốc cây này. Đẹp ghê ha. Gia đình đang đi xuống hồ bơi. Người ta thấy cái nồi bánh chưng thì vui. Bác Duy thấy cái nồi bánh chưng thấy cũng sợ sợ đó. Thấy ớn quá. Nào. Không có cái nào hết. Chưa gọi xong. Chưa lên lửa. Chưa lên lửa. Tim ta đủ mạnh chưa? Tim chi? Tim Bảo Lộc hả? À? Tim Bảo Lộc đâu? Tim Bảo Lộc đâu? Điểm danh. Chi già? Quân đàn đi bơi. Gia đình đang đi ra hồ bơi. Mỗi người xách túi. Hồ bơi này, có cái nước chảy xuống nè. Đó, đây là cái khu hồ bơi. Giờ ra khu này cho cả nhà bơi ở đây. Nên sát cái kia cho. Quấy cái còn cả.
không nước mọc không xuống, sợ sợ tràn nước hết ra. Bật dù ra, qua đấy bật dù ra thôi, bật dù ra hồi nó mát mà. À. Bật ra đi một hồi ngồi. Đó. Gãy một cây rồi. Rồi đó đó. Rồi mát. Rồi. Đừng có ngồi lên nha, đợi xíu ngồi, đừng ngồi, đừng ngồi. Nóng quá nhờ. Đó, hai mẹ con nè. Hello. Hello. Ngọc cũng có bồ đồ kìa. Động tác rồi đúng không? Quên rồi. Con này bơi ơi.